Chào anh em nhá. Shop bán hàng online chuyên nghiệp Tân Ánh Ngọc Ánh nhá. Tân Ánh Ngọc Ánh này. Với này 5 số điện thoại. Xin chào tất cả mọi người. Giới thiệu với anh em tất cả những cái phụ kiện săn bẫy gà, phụ kiện đi rừng cho anh em tham khảo nhá. Shop bán hàng là bán hàng online, ship hàng COD đi toàn quốc cho mọi người nhá. Các bác xem các mặt hàng của shop có rồi ủng hộ shop, liên hệ trực tiếp ship hàng COD tới nhà, nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán tiền cho người giao hàng. Đầu tiên là cái bộ đồ ngụy trang nhá, đồ ngụy trang như tôi đang mặc đây nhá, bộ đồ ngụy trang và là quần áo ngụy trang này nhá. Ngoài quần áo ngụy trang ra thì có cái phụ kiện đi rừng cho anh em phục vụ trong cái vấn đề của việc ngụy trang nhá, là ba lô. Đây là cái ba lô to nhá, ba lô to này, ba lưu ý này, ba lô to này đựng rất là nhiều đồ nhá. Chiều cao nó là 50 phân, chiều rộng là 35 phân. Ba lô to này, ba lô to này, túi đeo vai. Đây như cái túi này nhá, là túi đeo vai. Túi đeo vai là túi đựng dụng cụ đi săn bẫy ấy, là anh em đeo lên vai như thế này, đeo chéo này, nhá, đeo chéo này, hoặc là đeo một bên như này, nhá, đeo một bên như này. Đó, nhá. Túi đeo vai này. Quần áo ngụy trang thì như có cái bộ mà chất liệu vải kaki như tôi đang mặc, là chất liệu vải kaki màu lá cây khô, thì còn có quần áo dạng tua lưới lá cây nhá, quần áo lưới lá cây, nó là bộ như này, quần áo lưới lá cây này. Rồi giày ngụy trang đây các bác này, giày ngụy trang, giày đi rừng nhá, đầy đủ hết các phụ kiện đi rừng cho anh em. Giày ngụy trang này, anh em bẫy gà thì đủ các mẫu giò. Giò đá Thái Lan, giò chuyên đá này, giò chuyên đón, bắp chuối, chân đồng cáp xe, hàng siêu nhạy nhá. Giò đa năng hay gọi là kiểu giò manai đấy, chân inox cam lụa, chân đồng cáp xe là nào cũng có. Đặc biệt hơn là sẽ có cho các bác cái giò là giò chuyên nghiệp, gọi là giò dây cước nhá, giò cao cấp dây cước. Cái này thì là bẫy đủ các loại luôn. Cuốc này, cúm núm này, gà đồng này, rồi anh em chơi gà rừng thì cũng đang rất là thích chơi cái loại mẫu giò cước này nhá, có đủ nhá. Thòng bẫy trồn đa năng, một khung thòng là có 10 khung, mỗi một khung là có 5 dây thòng nhá. Hàng là hàng đẹp, thòng là thòng đan 4 sợi, đan thủ công ấy nhá. Đấy, thòng bẫy thòng này. Anh em mua quần áo ngụy trang thì sắm luôn thêm cả cái mũ ngụy trang nữa nhá, mũ màu lá cây khô. Túi đựng gà mồi lá cây khô này. Đấy, túi đựng gà mồi lá cây khô. Túi đeo ngụy trang. Đây, túi đeo hông mà có cái ô để đeo được đựng được chai nước nhá. Đây, như này. Màu là màu vàng bò. Có cái ô này này là mình sẽ thả được chén nước vào đây. Đây cái ô này, ô dành riêng cho để chén nước này, chẳng hạn như này. Đấy nhá, túi đeo không. Anh em đi săn bẫy thì cần những phụ kiện như là ống nhòm nhé, ống nhòm quan sát, ống nhòm tìm ong, ống nhòm theo dõi này, ống nhòm nhé. Nói chung là đầy đủ các mẫu phụ kiện cho anh em đi rừng, phụ kiện bẫy gà nhé. Đủ các loại luôn, các bác cứ theo dõi cần loại nào thì ủng hộ shop nhá. Đặc biệt là cái bộ quần áo ngụy trang này, hàng mới về nhá.